League, Liverpool taking on Chelsea, first versus fourth in the table. Liverpool, of course, just lost that one game. For another big moment, and he is just simply unshakable in such situations. And the ball delivered, and here's Jones, and scores! Curtis Jones gets there, and Curtis Jones applies the finish. The decision from the referee, I think, has been clear for you, has been clear for me, and has been clear probably for all of you. Cùng có huấn luyện viên mới, cùng có khởi đầu ấn tượng và cùng nằm trong top 4 trước khi bước vào vòng 8 của EPL. Chính những điều này đã biến cuộc đại chiến giữa Liverpool và Chelsea trở nên nóng ngay khi nó chính thức được bắt đầu. Đối với The Club, 3 điểm sẽ giúp họ duy trì được ngôi đầu để khẳng định sức mạnh trên đường đua vô địch. Phía bên kia, một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân của Enzo Maresca đưa ra một lời tuyên bố về một sự trở lại mạnh mẽ. Sau cùng thì chiến thắng chỉ dành cho một đội, và đó phải là một chiến thắng hoàn hảo theo cái cách mà người hâm mộ mong chờ. Trước khi tiếng gọi khai cuộc vang lên, không khí tại Anfield đã nóng đến mức bạn có thể cảm nhận thấy sức ép đến từ cả hai phía. Liverpool bước vào trận đấu với tư thế của một đội bóng đang dẫn đầu bảng và quyết tâm không để Man City cướp mất vị trí ấy. Với 21 điểm sau 8 trận, chiến thắng trước Chelsea sẽ giúp họ duy trì lợi thế nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng trong cuộc đua vô địch. Dù chưa đạt được phong độ tốt nhất, nhưng Chelsea đã cho thấy dấu hiệu tích cực dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca. Họ bước vào trận đấu này với tâm lý cực kỳ quyết tâm. Đội bóng áo xanh đã từng nhiều lần gây khó khăn cho Liverpool, và một chiến thắng ở Anfield sẽ là lời tuyên bố đành thép về tham vọng của họ mùa này. Maresca hiểu rõ rằng nếu vượt qua Liverpool, Chelsea sẽ không chỉ có 3 điểm mà còn gửi đi một tín hiệu rõ ràng về việc họ đã sẵn sàng cạnh tranh. Phút 29, khi Mohamed Salah đặt quả bóng lên chấm phạt đền, cả Anfield như nín thở, và đương nhiên là tiền đạo người Ai Cập chẳng phụ lòng người hâm mộ. Quả bóng lao thẳng vào lưới, mở tỷ số cho Liverpool. Bàn thắng đến từ một tình huống mà Curtis Jones bị Levi Colwill của Chelsea phạm lỗi trong vòng cấm. Đây là thời khắc mở màn cho một cuộc đối đầu đầy cảm xúc. Nhưng trận đấu này không dễ dàng với Liverpool, bởi Chelsea ở thời điểm hiện tại không phải một đối thủ dễ bị bắt nạt. Đầu hiệp 2, Nicolas Jackson ngay lập tức đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Nhận được chọc khe tinh tế từ Moises Caicedo, Jackson vượt qua hàng thủ Liverpool và dứt điểm sắc bén vào góc gần. Hạ gục thủ môn Calvin Kelleher. Đó là khoảnh khắc mà Chelsea cho thấy họ không dễ bị lấn lướt, và khán giả bắt đầu nghĩ về một cuộc lội ngược dòng. Nhưng ngay sau đó, sự sắc bén của Curtis Jones đã đưa Liverpool trở lại thế dẫn bàn. Sau pha kiến tạo hoàn hảo từ Salah ở cánh phải, Jones băng súng phá bẫy việt vị, hãm bóng và sút vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Robert Sanchez. Đây không chỉ là một bàn thắng quan trọng, mà còn thể hiện sự khôn ngoan của Jones khi chọn vị trí. Trong một khoảnh khắc, Liverpool lại nắm quyền chủ động. Mohamed Salah, cái tên mà bất cứ người hâm mộ nào cũng phải nhắc đến khi nói về Liverpool, tiếp tục tỏa sáng. Anh là người mở tỷ số, và cũng chính anh là người kiến tạo cho Curtis Jones. Salah không chỉ là một tay săn bàn, mà anh còn là người kết nối với lối chơi tấn công của Liverpool. Với màn trình diễn này, không ai có thể phủ nhận rằng Salah vẫn là cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trận đấu này cũng có thể được xem là sâu diễn riêng của Curtis Jones. Với bàn thắng quyết định và sự xuất sắc trong phòng ngự, Jones xứng đáng được xem là người hùng thầm lặng của Liverpool. Không chỉ giúp đội bóng giữ vững lợi thế, anh còn thực hiện nhiều pha cắt bóng, truy cản khiến hàng công của Chelsea không thể triển khai như ý. Nicolas Jackson cũng là cái tên đáng chú ý ở trận đấu này. Dù đội nhà thua trận, tiền đạo người Senegal cho thấy khả năng săn bàn tuyệt vời với một pha dứt điểm cực kỳ gọn gàng. Anh liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Liverpool với tốc độ và kỹ năng di chuyển thông minh. Trong thời gian tới, chắc chắn Jackson sẽ là mũi nhọn mà Chelsea cần phải dựa vào. Dù Chelsea thua trận, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đã thi đấu kiên cường với việc kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội. Chelsea cho thấy họ không chỉ là đối thủ của những đội bóng nhỏ. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Enzo Maresca, đội hình trẻ trung của Chelsea đang bắt đầu tìm thấy sự ăn ý và khả năng triển khai lối chơi tấn công đáng gờm. Dĩ nhiên, điều mà Chelsea còn thiếu là sự chính xác trong những khoảnh khắc quyết định. Dù đã làm tốt trong việc giữ bóng và tạo ra cơ hội, nhưng đội bóng của Maresca vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm để tận dụng triệt để các pha bóng nguy hiểm. Kịch tính trên sân là thế, nhưng những phản ứng và nhận định từ giới chuyên gia, người hâm mộ cũng như những tranh cãi xung quanh công tác trọng tài còn làm cho bầu không khí sau trận trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Mặc dù Liverpool đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1, không ít người vẫn cho rằng Chelsea xứng đáng nhận được nhiều hơn từ trận đấu này. Đặc biệt, các quyết định của trọng tài John Brooks đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là những quyết định của VAR.
Ngay từ phút thứ 6 của trận đấu, VAR đã phải can thiệp khi Tosin Araribio của Chelsea kéo ngã Diogo Jota ở giữa sân. Một tình huống mà nhiều người cho rằng đáng ra phải có thẻ đỏ dành cho Tosin. Tuy nhiên, trọng tài Brooks chỉ rút ra thẻ vàng. Điều này đã gây nên nhiều tranh luận không chỉ trên sân mà còn trên khán đài và mạng xã hội. Không ít người cho rằng nếu Chelsea bị mất người từ sớm, cục diện trận đấu có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Chưa dừng lại ở đó, phút 29, Levi Cowie phạm lỗi với Curtis Jones trong vòng cấm và Liverpool được hưởng một quả phạt đền. Mohamed Salah đã không bỏ lỡ cơ hội đưa Liverpool vượt lên dẫn trước, nhưng một tình huống gây tranh cãi khác lại đến ở phút bù giờ của hiệp 1 khi Curtis Jones ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với thủ môn Robert Sanchez. Ban đầu, trọng tài Brooks cho Liverpool hưởng phạt đền, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông quyết định rút lại quyết định này. Điều này khiến không ít người hâm mộ Liverpool bức xúc, cho rằng tổ VAR đã can thiệp quá sâu vào trận đấu và làm ảnh hưởng đến cục diện. Trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool đã tỏ ra không hài lòng với một số quyết định của trọng tài. Ông cho rằng trọng tài đã bị ảnh hưởng bởi tiếng hò reo từ khán đài và không đủ quyết đoán trong những tình huống quan trọng. Slot chia sẻ: "Tôi nghĩ hôm nay trọng tài đã có phần cẩn trọng quá mức, đặc biệt là khi đưa ra những quyết định liên quan đến VAR. Có những tình huống mà chúng tôi cảm thấy bất công, nhưng cuối cùng thì đội bóng vẫn chiến đấu và giành chiến thắng." Giới chuyên gia cũng có nhiều nhận định khác nhau về trận đấu. Jamie Carragher sau trận đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của Curtis Jones. Theo Carragher, Jones không chỉ là người ghi bàn quyết định mà còn thể hiện sự điềm tĩnh và chững chạc, đóng vai trò then chốt trong tuyến giữa của Liverpool. Cậu ấy đã làm chủ khu vực giữa sân và khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn. Jones thực sự là ngôi sao sáng của trận đấu này, Carragher nhận xét. Trong khi đó, Phil Thompson, một huyền thoại khác của Liverpool, lại đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Mohamed Salah. Thompson cho rằng Salah không chỉ đơn thuần là một chân sút xuất sắc mà còn là người kiến tạo và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Salah không chỉ ghi bàn mà còn tham gia tích cực vào lối chơi chung của toàn đội. Pha kiến tạo cho Jones chính là minh chứng rõ nhất về tầm quan trọng của cậu ấy. Về phía Chelsea, huấn luyện viên Enzo Maresca đã tỏ ra tiếc nuối sau trận thua, nhưng cũng thừa nhận rằng đội bóng của mình đã thi đấu tốt và hoàn toàn có thể rời Anfield với ít nhất một điểm. "Chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng lại thiếu đi sự chính xác ở những khoảnh khắc quyết định. Tôi hài lòng với cách các học trò đã chiến đấu, nhưng rõ ràng chúng tôi còn nhiều điều cần phải cải thiện." Tuy nhiên, trận đấu không chỉ thu hút sự chú ý từ các chuyên gia mà còn khiến khán giả sôi sục với hàng loạt phản ứng đầy cảm xúc. Một số bình luận trên mạng xã hội đã thể hiện rõ cảm xúc của người hâm mộ. Ví dụ, người hâm mộ bình luận: "Thắng làm vua, thôi để chúc mừng thôi. Liverpool xứng đáng ở top đầu, nhưng Chelsea đã cũng không tệ. Trận này đúng là đỉnh." Tuy nhiên, không phải tất cả các khán giả đều hài lòng. Một trong số đó đã bày tỏ sự không đồng tình với trọng tài. "Trọng tài thiên vị Liver, rõ ràng Chelsea xứng đáng hơn. Còn bạn, bạn cảm thấy thế nào về trận đấu này? Ai xứng đáng hơn ai?" Chiến thắng của Liverpool trước Chelsea không chỉ đánh dấu một trận đấu nghẹt thở mà còn củng cố thêm những kỷ lục của The Kop. Đầu tiên phải kể đến chuỗi thành tích đáng kinh ngạc tại Anfield. Với chiến thắng này, Liverpool đã nối dài chuỗi bất bại tại Anfield lên con số 144 trận mỗi khi họ là đội ghi bàn trước. Đây là một thành tích cực kỳ ấn tượng, phản ánh sức mạnh tâm lý và sự chắc chắn của Liverpool trên sân nhà. Điều này chứng minh rằng một khi Liverpool có lợi thế trên bảng điểm, rất khó để đối thủ lật ngược thế cờ, đặc biệt là khi họ thi đấu trên thánh địa của mình. Một thống kê khác cũng rất đáng chú ý là phong độ của Mohamed Salah. Với bàn thắng trên chấm phạt đền và pha kiến tạo cho Curtis Jones, Salah tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế của mình trong đội hình Liverpool. Đây là lần thứ 12 Salah ghi bàn vào lưới Chelsea trong sự nghiệp của mình và cũng là bàn thắng thứ 4 trong 5 trận gần nhất tại Premier League. Không chỉ vậy, Salah cũng chính thức góp mặt trong danh sách những cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất của Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh, với tổng số pha kiến tạo chạm mốc 72. Chiến thắng này còn giúp huấn luyện viên Arne Slot thiết lập một kỷ lục cá nhân đáng chú ý với 10 chiến thắng trong 11 trận đấu trên mọi đấu trường cùng Liverpool. Arne Slot trở thành huấn luyện viên có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử đội bóng ở kỷ nguyên Premier League. Thành tích này chỉ đứng sau kỷ lục của Pep Guardiola, người đã toàn thắng 10 trận đầu tiên khi dẫn dắt Man City trong mùa giải đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Ở phía bên kia chiến tuyến, Chelsea tuy thất bại nhưng cũng có những thống kê đáng ghi nhận. Nicolas Jackson, người ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea, đã có bàn thắng thứ 5 trong mùa giải này. Mặc dù Chelsea chưa được sự trở lại với phong độ tốt nhất, nhưng các cầu thủ trẻ của họ vẫn thể hiện được tiềm năng rất lớn và là nền tảng cho tương lai của đội bóng. Sau trận đấu, những phát biểu từ các huấn luyện viên đã hé lộ nhiều góc nhìn khác nhau về cuộc đối đầu căng thẳng này. Huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool không giấu nổi niềm tự hào sau khi đội nhà giành chiến thắng quan trọng trước một đối thủ mạnh như Chelsea. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Slot bày tỏ: "Đây có lẽ là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà chúng tôi đã trải qua từ đầu mùa. Chelsea đã khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn với lối chơi kiểm soát bóng của họ, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã biết cách vượt qua những thách thức và giữ vững tinh thần chiến đấu." Slot cũng không quên nhắc đến những cầu thủ như Curtis Jones và Mohamed Salah. Curtis đã có một trận đấu tuyệt vời. Cậu ấy không chỉ ghi bàn mà còn thể hiện sự trưởng thành trong lối chơi. Salah như mọi khi luôn là người tạo ra sự khác biệt. Slot cũng đã đề cập đến tình hình lực lượng của Liverpool sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Ông chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với chiến thắng này, nhưng chúng tôi gặp không ít vấn đề với lực lượng. Một số cầu thủ trở lại từ đội tuyển quốc gia trong tình trạng không tốt nhất. Diogo Jota phải rời sân sớm hơn và có thể không tham dự trận đấu sắp tới ở Champions League.
Điều này cho thấy, dù thắng trận, Liverpool vẫn đang đối mặt với những khó khăn nhất định về mặt nhân sự, đặc biệt khi lịch thi đấu của họ đang dày đặc với các giải đấu trong nước và quốc tế. Huấn luyện viên Enzo Maresca của Chelsea đã thể hiện một góc nhìn khác sau trận đấu. Dù đội bóng của ông đã thua trận, Maresca không tỏ ra quá thất vọng. Trong buổi phỏng vấn sau trận, ông nhấn mạnh rằng Chelsea đang đi đúng hướng và trận đấu này không phản ánh đúng những gì mà đội bóng của ông đã thể hiện. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời và kiểm soát bóng tốt hơn Liverpool trong nhiều thời điểm của trận đấu. Chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Điều này cần được cải thiện trong những trận đấu tới, Maresca chia sẻ. Ông cũng khéo léo tránh đưa ra những bình luận trực tiếp về các quyết định của trọng tài, mặc dù có nhiều tình huống gây tranh cãi. Tôi tôn trọng các trọng tài, họ có nhiệm vụ khó khăn và đôi khi các quyết định có thể không làm hài lòng tất cả, nhưng đó là một phần của bóng đá. Bên cạnh đó, những cầu thủ như Virgil van Dijk cũng có những phát biểu đáng chú ý. Anh bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của đội và đặc biệt khen ngợi hàng phòng ngự của Liverpool cho việc giữ vững sự chắc chắn trên những đợt tấn công của Chelsea. Chelsea là một đối thủ mạnh và chúng tôi phải làm việc cực kỳ chăm chỉ để giữ được thế trận. Chúng tôi không thể để lộ bất kỳ sai lầm nào, bởi chỉ cần một khoảnh khắc bất cần, họ có thể trừng phạt ngay lập tức. Với chiến thắng 2-1 trước Chelsea, Liverpool không chỉ giữ vững ngôi đầu bảng mà còn thể hiện bản lĩnh của một đội bóng đua tranh chưa vô địch. Trận đấu này không chỉ khẳng định tài năng của Arne Slot khi ông phá kỷ lục thắng 10 trên 11 trận đầu tiên cầm quân mà còn đặt The Kop vào vị trí kẻ thách thức mọi đối thủ, dù Chelsea đã chứng minh họ không dễ bị khuất phục. Những tranh cãi xung quanh trọng tài và VAR lại khiến trận đấu thêm phần kịch tính. Và như thường lệ, Premier League luôn là sân khấu của những cảm xúc khó lường, nơi chỉ một khoảnh khắc có thể thay đổi cả cục diện của mùa giải này.